Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày hôm qua, ngày 17 tháng 5. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự họp, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, báo cáo về phương án mua vaccine phòng COVID-19 của công ty Pfizer, Thủ tướng khẳng định, việc mua vaccine phòng COVID-19 là cần thiết, cấp bách theo đúng kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại công văn số 50/CVTVK ngày 19 tháng 2 năm 2021 và của Chính phủ tại nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2021. Thực hiện cái chiến lược vaccine. Chiến lược vaccine là gì? Chúng ta phải tiếp cận mua bằng được vaccine để đáp ứng cái yêu cầu chung của chúng ta theo cái kế hoạch. Cái thứ hai là chúng ta phải chuyển giao công nghệ thôi để cho nó nhanh, để mua cho nó nhanh. Cái này đồng chí Vũ Đức Đam nhắc liên tục rồi. Có bệnh thì vái tứ phương. Đấy. Cái thứ ba là phải nghiên cứu sản xuất để cho nó chủ động, không còn cách nào khác. Đó. Tất nhiên nghiên cứu sản xuất hay là chuyển giao công nghệ thì còn vật tư sinh phẩm, còn rất nhiều thứ chúng ta đi kèm theo. Nhưng mà chúng ta phải phấn đấu thôi. Chúng ta muốn phòng ngự được và muốn tấn công được thì chúng ta phải chủ động. Mà chủ động được thì các ông chỉ biết rồi, 5K cộng vaccine. Trong điều kiện chống dịch như chống giặc, lại khan hiếm vaccine phòng chống COVID-19 trên toàn cầu, để sớm có vaccine và tiêm cho nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, thống nhất thực hiện các giải pháp để có vaccine sớm nhất. Đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt, cấp bách và phải được thực hiện ngay.